Xin chào anh chị các bạn. Bài trước tôi hướng dẫn anh chị các bạn mình sử dụng Luxem Todo để sử dụng những mẫu có sẵn để mình làm cái trang chủ rồi. Và mình biết cách là sử dụng mẫu có sẵn để làm luôn cái để đưa cái vô cái footer, và mình biết cách set một cái trang bất kỳ làm trang chủ luôn. Thì bài hôm nay tôi hướng dẫn anh chị các bạn tiếp cho mình thiết kế trang chủ mà không phải sử dụng Luxem Todo, mà mình sẽ tùy biến theo ý riêng của mình. Đó, thì mình làm như thế nào? Thì bây giờ mình cũng phải sử dụng Edit Unit Builder ở đây để mình sửa ha. Ở vô đây thì đầu tiên mình sẽ xóa hết những cái này ở đây đi để mình làm mới lại ha. Mình sẽ xóa hết. Thì ở đây vô bánh ăn cưa và mình liên content ở đây. Đó. Rồi sau khi liên content xong rồi á, thì mình apply là trang mình test là trang chủ mình nó sum up. Và tiếp theo mình sẽ làm theo mẫu có sẵn nha. Cái mẫu có sẵn của mình là mẫu này. Mẫu này thì đầu tiên là mình sẽ làm cái banner chạy qua chạy lại như vậy nè. Thì banner ở đây thì mình sẽ làm như thế nào? Add element. Mình có thể dùng Luxem Todo để làm từng cái. Ví dụ đây tôi dùng Luxem Todo cũng được, nhưng mà tôi sẽ chọn banner thôi, tôi không chọn nguyên trang nữa, tôi chọn từng cái thôi. Tôi sử dụng là banner hoặc là slider. Đây có banner không? Không có, này không có cái dạng banner đâu. Có là menu, footer, gallery, slider nè, nó có bạn slider thôi. Muốn xài cái shader nào thì mình lấy shader đó, dùng shader này đi. Tôi muốn xài cái shader này, tôi lấy cái shader đó. Video cũng được, video thì lấy cái video để bỏ vô. Đó, tôi là shader, tôi lấy cái shader này đi. Ví dụ shader này, muốn shader có hai kênh lấy shader này nha. Đó, tôi lựa chọn shader này, tôi import vô và tôi sẽ có một cái shader. Đó, shader đây, tôi có shader đây. Và từ cái shader này tôi sẽ bỏ cái hình tôi vô. Tôi chọn option. Cái nào có option thì mình sửa được. Nhưng option ở đây mình chỉnh được kích thước nè. Mình thay đổi được hình luôn. Xem mình nè, tải file lên mà tôi bỏ cái shader của tôi lên nha. Cái shader của tôi lên đây, tôi bỏ shader nhất. Đó. Vì cái shader này bên thiết kế nó có chữ luôn rồi, có chữ trên đây, trên background luôn rồi, cho nên chỗ này tạm thời là mình không cần cái chữ này luôn, không cần cái chữ này. Muốn thì để qua đây, ví dụ muốn thì để qua đây, còn không thì bỏ luôn cái chữ này cũng được nha. Bỏ luôn chữ này, chỗ test box mình bỏ luôn. Đó. Kích thước shader này mình cho to lên chút xíu nha, khoảng là 500 đi. Đó. Và xong một cái banner thứ hai cũng vậy. Banner thứ hai mình cũng làm kích thước 500. Rồi sau đó Sand Media tải file lên luôn. Banner thứ hai. Rồi dùng shader này luôn. Và banner thứ ba cũng vậy. Kích thước cũng 500. Rồi cái này mình change media, mình tải đây là thứ ba lên luôn. Đấy là 40. Đó. Thì mình tạm thời mình sẽ mình rồi ví dụ mình muốn thêm cái nữa thì sao? Duplicate này lên nè, duplicate lên nè, đây đây. Okay, lên rồi xong change media. Bỏ vô. Đó, ví dụ như vậy. Rồi. Xong cái slider nha. Apply. Rồi tiếp theo cái trang demo của mình là mình sẽ làm cái phần giới thiệu. Giới thiệu đây đúng không? Thì giới thiệu đây thì mình gọi đi. Cái nào xong mình tắt đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm phần giới thiệu. Cái chỗ banner này mình update đi. Đây là mình tiếp theo.
Theo mình sẽ add lên mình để làm cái giới thiệu nha. Đó, mình có thể sử dụng Lexum Todo nè. Đây mình dùng test nè. Đây có một số cái test mình nó lấy làm giới thiệu, ví dụ như là test nào làm giới thiệu, hoặc là mình đó, hoặc là about. Mình coi cái nào about us, about about đây, giới thiệu nè. Giới thiệu này là một cái trang giới thiệu luôn, mình một cái test giới thiệu thôi. Cho nên ở đây mình about đây, about này cũng được. About đây. Đó. Hôm này cũng được. Đó. Ở đây mình cũng thấy không có là thôi, không có thì mình bỏ qua ha. Bỏ bắt lại. Cái này nó không có cái nút để mà quay lại ha. Mình vô đây mình thoát ra là không thấy nút thoát ra luôn. Ra thì mình tạm thời mình thoát ra cách này đi. Mình quay trở lại. Bây giờ mình sẽ làm lại cái test này. Cái test này mình sẽ add element. Đầu tiên mình làm một cái, đầu tiên phải mình sẽ có một cái row trước. Đây, đây coi lại coi. Cái test này đầu tiên là một cái row. Row, session, session. Nếu như mình muốn có background bên dưới thì mình làm session. Còn mình không muốn có background ở dưới thì mình không cần session. Row. Cái row này muốn chia vào mấy phần thì mình chọn vô. Một cái ốc ở chẳng hạn. Apply. Thì ở trong cái row này á, thì mình sẽ add một column, mình sẽ add một cái title tiêu đề nè. Đây, title đây. Title này mình cho nó là center luôn ha, giống như ấy, title đây. Mình để giới thiệu về Sakura ở đây. Ví dụ, mình lên save. Ở đây mình về dán vô thôi. Đó. Rồi bên dưới title này thì mình đã làm cái gì? Add column và ép một cái test. Đó. Cái test này mình thấy là tạo văn bản nha. Rồi. Rồi chỗ này mình sẽ cúp và dùng qua. Rồi để open editor dán này luôn. Và cho kênh giữa luôn ha. Đó. Đó. Rồi xong, mình xong được cái phần giới thiệu ha. Rồi. Khi mình làm cái này thì tôi sẽ giải thích cho các bạn biết là những cái nào á, cái này là cha, con và con. Ví dụ đây là cha nè. Và tiếp theo là cấp con. Những cái nào con á thì nằm trên. Giống như cái test này là con thì nằm trên. Nó ngang hàng với nó, test với title ngang hàng thì nó đi xuống. Test với title mình thấy là title với test là hai cái này nó không phải là cha con với nhau, nó ngang hàng thì nó đi xuống. Còn test với column thì sao? Test là con có column thì nó nằm trên. Column nó chứa ngoài, row là chứa vô trong. Đó. Nó là nguyên tắc như thế. Ngang hàng này đi xuống. Nó cũng có thể là ngang hàng nó cũng có thể là đi qua. Hoặc là đi đè chồng bên nhau. Đó. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ làm tiếp là mấy cái icon này. Icon này đây. Icon này làm sao? Icon này thì mình muốn làm icon này thì add element. Custom Todo. Custom Todo này mình vô cái chỗ gọi là icon. Nó có một icon. Service icon. Đây mình chọn icon đây. Nha. Yeah. Mình cũng chọn một số cái mẫu khác tùy theo mình thấy mình thích nha. Inbox. Vô. Đó. Đưa ra cho mình đây. Đó. Ở đây nó có cái màu nền, đây trắng, rồi có màu nền nó khác đúng không? Màu nền này màu xám đúng không? Mình sẽ cho màu nền xám luôn. Màu nền thì tại vì nó là session thì nó có màu nền. Chỗ session option đây nè. Mình chọn cái màu sắc nè. Màu xám mà than ECEC. Nó ra màu xám cho mình nha. Đó. Chọn nó vô. Rồi icon này mình sửa chữ nội dung vô nha.
Đầu tiên sản xuất từ Nhật Bản, bla bla bla, mình copy nguyên nội dung này ha, mình duplicate ở đây, chuột bên đây mình bỏ vô, mình cho nó ra giữa luôn, mình ok luôn. Cái nút read more này tạm thời là mình không xài, nếu mình có nội dung gì nói về về cái này để cho người ta đọc thêm thì mình để vô bằng link tới, còn đối với đây không có thì thôi mình cứ như vậy đi, copy. Rồi cái thứ hai nữa là tiếp theo là cái máy icon này mình cho nhỏ lại thôi, nó đang to quá đúng không, icon box mà cho nhỏ lại thôi đó. Mình ở chỗ icon box mà mình chỉnh nè, mà quay đây cũng được, không phải tùy theo mình thích, chọn icon đây ngay đây cũng được. Option nè, option đó nè, cái chỗ kích thước mình cho nhỏ lại chút, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, chắc theo tôi nghĩ là khoảng 100 này, kéo với gõ gõ vô không được, phải kéo lên từ từ không cho gõ. Kéo không đều tay, tạm thời vậy đi, lên miếng đi đó, vậy đi đó nha. Rồi vậy đi, rồi apply, mình cho nó icon đều nhau, mình có thể đổi thành icon icon khác nha. Thì muốn đổi phải đổi icon khác thì mình cứ tải icon về, sản xuất từ Nhật Bản thì mình kiếm hình nào liên quan về Nhật Bản, hình ảnh đó mình bỏ vô, mình bỏ vô cắt hình tròn bỏ vô ha, hoặc mình vô cái trang là last icon ha, last icon là để đây mình tải icon về, tại đây tôi chưa có tải icon về, có mình tìm icon gì đó mình tìm nha, đây icon gì đó mình tìm vô, vô mình tìm icon gì sao ban đi chẳng hạn đó, mình sẽ tìm icon nào đó đây mình bỏ vô, mình bỏ vô đó. Còn đây là tôi demo, tôi chưa làm, và nếu mà làm thực tế thì mình bỏ vô ha. Rồi sau tới những icon này phải điều nhau, là để điều nhau mình sẽ sử dụng công cụ copy ha, copy option. Rồi sau đó dưới đây mình paste option, dưới đây cũng vậy, paste option. Rồi đây cũng vậy, bắt option luôn. Đó. Rồi tiếp theo tới những cái nội dung tiếp theo cũng vậy, copy này qua. Dán vô. Rồi đây cũng vậy. Đúng không? Đấy, read more này bỏ luôn, delete read more đi, tích phải vào đây, delete button read more luôn, delete button read more luôn ha. Mình cũng delete được ha. Nếu delete nó khó khăn quá, mình xuống cái cuối cùng mà, cái round cuối cùng mà, nó chia cái column cuối cùng mà, nó chia làm 4 column mà. Đó, mình delete. Sau cái update xong mình mới ra đây xem thử rồi sao. Đó. Giống không? Rồi. Tiếp theo sau khi tới đây, tới này là sản phẩm khuyến mãi, chăm sóc da mặt, dưỡng bổ sung và tư vấn chăm sóc da đúng không? Thì đây cũng như vậy. Đó. Add element, add một cái, nếu muốn có background thì làm section, không có background mà làm round một hộp thôi. Trong cái rau này sẽ có gì? Title đây mình để là sản phẩm khuyến mãi, title center đi. Rồi, dưới title này mình sẽ bỏ một cái product category hiện thị danh mục sản phẩm, product là hiện thị danh sách sản phẩm, product list là dạng danh sách dạng đứng. Rồi đó. Sản phẩm khuyến mãi mình để mặc định ha, on sale, best selling là sản phẩm bán chạy nè. On sale là sản phẩm khuyến mãi ha. Ở đây mình chưa có khuyến mãi, chút xíu mình sẽ bỏ xong khuyến mãi đây lên thôi. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ làm tiếp những cái sản phẩm khác, tại vì giờ mình làm rồi. Tiếp thì đây mình sẽ duplicate lên ha. Thì máy này mình làm mình đánh dấu lại cho nó dễ ha, mình chưa đánh dấu nè.
Dù chỗ này mình để cái vùng này mình để là đánh dấu là label nè, giới thiệu đi cho mình dễ nhìn ha, giới thiệu và icon đúng không đó. Rồi cái xanh này, cái này giới thiệu không à, không có icon này, giới thiệu nè đó, cái này là icon đó đúng không, mình biết dễ nhìn. Còn cái này là khuyến mãi nè, với tiếng Việt cũng được nghe. Cái này là slider khỏi đây, rồi đúp cái cây này lên để nó nhân lên cái nữa, rồi sau đó mình sửa xong cái mãi này là cái gì, tư vấn cái gì cũng phải chăm sóc cho mặt đó, dẫn vô cho mặt rồi chỗ đồ đất của cho chỗ này á, mình chỗ này á, mình chỗ này mình sửa lại luôn, label này là cho mặt luôn cho nó dễ nha, trong cái mãi là về chăm sóc cho mặt rồi thay thò chăm sóc cho mặt luôn. Rồi đất này mình sẽ gọi những cái này liên quan chăm sóc cho mặt, thì đây á thì mình sẽ gọi là chăm sóc da mặt ha. Chọn cái này luôn ha, quay tâm cho nó các ô nó bằng nhau, category mình để là chăm sóc da mặt đấy. Rồi tổng cộng sản phẩm là 8 nè. Rồi order by mình để nó phòng order by theo theo tháng ngày, cái nào đang 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 trước là lên trước, order theo ngày hiển thị on ở kia, đây hiển thị là chỉ hiển thị những sản phẩm khuyến mãi thôi. Order by theo theo ngày, order by theo sale, nào mua nhiều á tùy theo ha. Này đó là dạng slider, đây mình cấu hình thêm ví dụ như là slider nè, đây loại là hình tròn nha, đó bôi xong inside nha, inside là nằm trong đó các bạn. Ok apply update luôn, nhưng mãi cho giống cho mặt không đúp lơ cây này lên để làm viên uống nha, lơ cây này lên apply rồi sau đó mình sửa lại là cái chỗ này là viên uống bổ sung, viên uống bổ sung đấy. Và cái thay thò cái này là cái ghi chú thôi, nó thay thò bên trong đây, bên trong nè viên bổ sung. Và cái đầu đất này mình cũng lấy từ viên uống bổ sung ra chứ không có lấy ấy nha, viên bổ sung gõ chữ viên từ từ đợi nó ra viên bổ sung, nó ra cho mình toàn là viên uống bổ sung thôi, 8 cái đâu cái mới nhất muốn hơn nữa thì thêm. Rồi tiếp theo bổ sung, rồi tiếp theo là tới tư vấn chăm sóc da, thì tư vấn chăm sóc da thì cũng vậy luôn, cũng như vậy mình cũng làm thêm cái này, đắp cái này lên luôn, cái này lên rồi, cái này lên thì ở chỗ bổ sung này mình sửa lại là tư vấn chăm sóc da ha. Ở đây copy xong rồi mình đổi là tư vấn chăm sóc da, rồi cái trong này cũng để luôn thay thổi nè, để tư vấn chăm sóc da luôn. Nhưng mà cái chỗ đồ đất này mình không không, không có, mình bỏ đồ đất đi, tại tư vấn chăm sóc da mình sẽ hiển thị là những bài viết, add to column mình để cho bài viết ở lóc nè, bỏ cái lóc vô, lóc vô mình muốn hiện thị kiểu gì mình bỏ vô nha, đây tôi sẽ hiện kiểu này, slider slider rồi có bo không, bo vào đây đó, đây không bo thôi. Rồi 4 là 5, 4 đi, 4 hay là 33, bọn này chọn loại tròn dùng vậy đi. Ở đây mình để vô là tư vấn chăm sóc da, tư vấn làm đẹp nè, làm đẹp rồi ví dụ như vậy, xong update mình sẽ làm xong cái trang chủ ha. Đó, làm cái cách đó mình vừa kết hợp Lightroom to do và vừa kết hợp kéo thả nữa để mình làm nhanh trang ha. Xong khuyến mãi mình không ra đúng không, thì xong khuyến mãi muốn ra thì bây giờ mình phải vô cái rồ đất nè, mình phải vô cái phần quản lý sản phẩm của mình nè, rồi mình đây cái đây nó bị vậy đúng không, thì mình
hiển thị là để mình cho nó custom xe 3 tắt đi. Đó. Thì đây nó hiện là đẹp lại rồi. Đây mình chỉnh sửa nhanh nha, sửa nhanh đi. Sửa nhanh lại này khuyến mãi đi ha. Khuyến mãi giá bán thường. Giá bán thường là bao nhiêu, giá khuyến mãi bao nhiêu à. Sửa lại. Ủa sao đây không có giá ta? Sửa nhanh chỗ này đi. Đây nè, giá nè. Giá thường là 895 ha. Đây nè. Đó. 895. Giá khuyến mãi của mình còn là 600 đi. Đó. Rồi. Cập nhật. Rồi. Thứ hai cái này. Tiếp tiếp xuống dưới đây đi. Ví dụ như là trang 2 đi. Trang 2 đi. Ví dụ cái này đi, sửa nhanh đi. Sửa nhanh thì không có giá, giá này giá nè. Giá này sửa nhanh nè. Giá bán thường bao nhiêu đây? Ủa, 900 chứ. Ừ, 900. Giá khuyến mãi là 700 đi. Nó vô vậy. Đó. Cái này 600, khuyến mãi còn 500 thôi chẳng hạn. Rồi, này 600. Khuyến mãi còn 500. Nó vô vậy. Đó, thêm cái đi cho đủ 4 cái cho đẹp nha. Cái này đi, cái này 3 triệu mấy nè. Đây. Khuyến mãi còn 2 triệu 9 đi. Rồi. Update. Rồi sau khi mình cập nhật cái khuyến mãi thì những cái nào mà khuyến mãi á thì ở đây nó mới hiện ra ha. Để mình gọi ra cái nào khuyến mãi nó mới hiện ra. Thì cái nào khuyến mãi đây hiện ra, khuyến mãi bao nhiêu phần trăm hiện ra cho mình nè. Cái chỗ này mình thấy nó không đều nhau, nó lên xuống. Là do hồi nãy chỗ này nè, chỗ khuyến mãi đồ đất này đúng không, đồ đất này cho không khuyến mãi nè, cái chỗ đồ đất này mình chưa cho nó bằng nhau mà. Nếu mình thấy nó bị lọt chọt là cho mình chưa bấm vô chỗ đây đó, bấm vào chỗ đó nó mới điều như được đó. Phải F5 lại rồi khuyến mãi nhận mới điều nè, thấy chưa đó, chưa không đó. Ha, đó là mình vừa xong cái bằng thiết kế trang chủ ha. Rồi kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.